Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành kế hoạch yêu cầu các sở ngành, ban an toàn giao thông các huyện thành phố triển khai thực hiện hiệu quả tuần lễ an toàn giao thông đường bộ với chủ đề tốc độ trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017. Theo đó, tăng cường tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuân thủ các quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và nguy cơ gây tai nạn giao thông khi phương tiện chạy quá tốc độ cho phép. Rà soát công tác tổ chức giao thông và điều chỉnh bổ sung hệ thống biển báo tốc độ trên toàn tỉnh theo đúng quy định, quy chuẩn hiện hành. Tăng cường các biện pháp kiểm soát tốc độ như làm gờ giảm tốc, sơn sửa vạch kẻ đường, cắm các biển báo nguy hiểm, biển báo hạn chế tốc độ. Tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về tốc độ trên toàn tỉnh. Sau đó duy trì thường xuyên theo kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong việc giám sát phát hiện và xử lý vi phạm, đẩy mạnh kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi phạm về tốc độ thông qua dữ liệu giám sát hành trình xe ô tô. Hiện nay trước thời đại mà các phương tiện nghe nhìn phát triển mạnh mẽ, khi đọc sách báo điện tử đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu bởi tính tiện dụng, cập nhật thông tin nhanh thuận tiện. Mặc dù là vậy, nhưng điều đáng mừng hiện nay là vẫn có những độc giả đặc biệt là lứa tuổi